Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các em gái, các chị gái ở tất cả tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tải thông tin tình chồng. Nhiều câu chuyện thật là vô cùng phức tạp. Anh em hiệp sĩ Bình Dương vẫn đang ghi nhận mỗi một thông tin, một câu chuyện anh em lại phải suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều các anh trai đã bỏ vợ, bỏ con đi sống với người khác nhưng về đánh đập hành hạ vợ con mình một cách phải là như thời Trung cổ. Thì trước đây có một câu chuyện chị Phượng đúng không ạ, bán thịt bò, thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã đăng tải thông tin rồi. Một anh chồng đánh đập hành hạ vợ trong suốt quá trình 20 năm qua nhưng người vợ chấp nhận ngậm ngùi đắng cay vì quá thương yêu chồng. Nhiều người phụ nữ phải là cam chịu, không chấp nhận, không ly hôn, không ly hận để sống với người đàn ông mình, hy vọng là chồng sẽ thay tính đổi nết để tiếp tục vợ chồng con nhau và nuôi dạy các con. Nhưng rất là tiếc, rất nhiều anh chồng hết chứng nọ lại sang tận kia sống và quen những người phụ nữ khác nhưng về vẫn đánh đập hành hạ vợ con mình. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một em gái quê ở một tỉnh rất xa, hôm nay rất là một người con gái rất nhỏ để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tải thông tin tìm chồng. Tại sao em gái này phải tìm chồng? Vì lý do là em gái này hiện nay đang khóc rất nhiều. Vì em gái này theo chia sẻ, em gái này đang còn một người con năm nay có 9 tháng tuổi, rất nhỏ, đang rất cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Nhưng rất lấy làm tiếc hiện nay chồng đã bỏ đi theo nhân tình mà về hăm dọa đánh đập vợ con mình trong suốt thời gian vừa qua. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em gái. Em có thể giới thiệu cho các cô chú, anh chị trên tất cả trang mạng xã hội đã theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương trong suốt thời gian qua để mọi người biết rõ câu chuyện em họ tên là gì? Em tên là Lý Thu Thảo. Em sinh năm 97, quê em ở Sóc Trăng. Em có hai đứa con, đứa 5 tuổi, đứa 9 tháng. Chồng em bỏ nhà để ra đi lúc là mùng 4 Tết đi theo những tình. Rồi có một bữa là em mới đẻ đứa sau mới mấy ngày xuất viện thôi mà chồng em đi ngủ với nhân tình. Con nhỏ đó cố tình là chụp hình trong điện thoại chồng em về là cho em thấy. Cho em thấy. Em thấy em phản ứng làm sao? Em sốc lắm. Em cũng muốn như kiểu muốn lên má luôn, như kiểu mới đẻ mà. Rồi xong em cũng tha thứ cho em một lần, tha thứ cho chồng em một lần. Chồng em cũng xin lỗi năn nỉ là nói là anh bỏ rồi anh tắt quen người đó nữa. Tại là nó có quen anh về cũng như vợ con. Em tha thứ cho một lần, sau này tới Tết, mùng 4 Tết là chồng em đi nữa cũng đổ đi. Đi theo người ta luôn. Rồi tới bữa đó là 1 giờ đêm là anh Tấn có dặn người tình lại tới chỗ em là bắt buộc cho em ký đơn ly dị đặng đi sốc nhỏ nhỏ đó. Em cho anh hỏi này nhé, em quen với chồng, cưới nhau, mình có đăng ký kết hôn không em? Dạ có. Chồng em quê ở đâu? Dạ chồng em quê ở An Giang. Còn em là quê ở đâu? Dạ em ở Sóc Trăng. Chồng em năm bao nhiêu tuổi đây em? Dạ, 29 tuổi. 29 tuổi nha. Chồng em mà. Vậy là ngày xưa là mình có yêu nhau đúng không? Dạ có. Yêu nhau lâu không em? Yêu lâu cũng được một thời gian rồi xong hai chồng em cưới. Lúc bây giờ yêu nhau dữ không? Dạ dữ mà. Chồng em hồi đó là thương vợ con đó. Từ ngày mà nó quen nhỏ đó rồi là nó bỏ luôn. Không dọn tới nữa. Đứa nhỏ nhập viện á là em không có tiền. Em bắt của em được 500 ngàn là đem con đi nhập viện. Rồi xong chủ trọ bên gần đó thấy em khổ á, rồi điểm hơi điện cho nó. Nói là con mới nhập viện vậy đó, là phải có gửi tiền cho con hết. Rồi nó cũng bắn cho 1,5 triệu là đi nhập viện cho con đó. Nhập viện một đêm một ngày là 1,000,000. Tại vì em không có bảo hiểm, con em không có bảo hiểm. Rồi em hết tiền rồi em xin, con em còn đang bệnh á, rồi em xin về xuất viện luôn, đem về nhà theo dõi.
em nó, kể... nó không lại thăm con luôn. Nó nghe lời mà nó không lại thăm con. Em cho anh hỏi này nhé, chồng em đi theo người phụ nữ khác lâu chưa? Đi từ trong Tết, mùng 4 Tết. Trước đây chồng em và em làm công việc gì và ở đâu? Dạ, chồng em hốt giam bảo, làm công ty, làm công ty ngôi sao. Lương hai vợ chồng tốt không em? Chồng em cũng tháng cũng mười mấy triệu. Mười mấy triệu luôn hả? Dạ. Hàng tháng chồng em có đưa tiền cho em xài không? Dạ có. Có. Cho anh hỏi là hiện nay là chồng em đánh đập em bao nhiêu lần rồi? Hồi đó đánh một lần rồi xong một lần là hâm dọa em là đòi cắt cổ em. Cắt cổ em luôn, trời đất ơi. Có không? Dạ có. Cầm dao chưa? Không cầm dao mà nó hâm dọa. Em có sợ không? Rồi có, em sợ, em chạy, em ôm con, em đứa chạy đi qua nhà vậy em trốn. Trốn được mấy ngày em? Không, trốn trong đêm đó. Xong rồi có bác ở trong đó, nó sợ bác đó là bác đó lại dắt nó như kiểu là nó xỉn về đó, rồi bác đó chở nó đi chỗ khác. Có là lừa em là chồng em hăm dọa mẹ con em là cầm dao cắt cổ, hù là cắt cổ đúng không? Dạ. Em sợ em ôm con là bỏ trốn nửa đêm. Dạ đúng rồi, mới hai mươi mấy ngày thôi, đẻ con mới hai mấy ngày thôi. Có nghĩa là vì lý do là chồng em say xỉn và chồng em quen mấy bồ đúng không? Đang nhậu với bồ. Đang nhậu với bồ luôn. Đang nhậu với nhỏ đó, rồi xong việc là đòi thì cắt cổ em. Vậy hiện hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là nhờ chuyện gì đây em? Em nhờ kêu nó về nuôi hai đứa con nó nhớ quen á, nó nhớ ông lắm á. Nhiều lúc nó khóc lắm, nó không ăn luôn á, nó ốm á. Mong về thấy cái clip này ông về nuôi phụ tôi hai đứa con. Nếu mà ông có sai lầm gì á tôi bỏ qua cho ông hết. Em còn yêu chồng chứ không em? Dạ còn. Yêu nhiều lắm không? Dạ vâng, yêu nhiều. Nhưng mà liệu chồng em không yêu nữa thì sao đây em? Em cũng không biết sao nữa. Hiện nay gia đình em có biết chuyện này không? Dạ biết. Gia đình em có khuyên em gì không? Động viên em không? Dạ có, động viên là khi nào nó về thì về đi. Bây giờ biết sao giờ em thầy mày lo làm nuôi con đấy. Phải em tội nghiệp con, em hai đứa con nhỏ. Từ khi chồng em quen bồ đến giờ phút này, chồng em hoàn toàn là không về nhà mà không lo cho con đúng không? Dạ. Mà có thể là hành hạ em, hăm dọa rồi có thể đánh đập em đúng không? Dạ. Chồng em quen với người phụ nữ đó nhiêu tuổi rồi, em bắt được chưa? Nó có gửi cái đoạn tin nhắn cho em, nhỏ đó đó. Người đó có chụp hình chung với chồng em không? Hồi đó là em mới đẻ mấy ngày là nó có chụp hình chung với chồng em, là thấy chồng em nửa người thôi, còn nó là không có bận áo. Nó chụp lên là thấy luôn, là chụp trong điện thoại chồng em á. Rồi em cố tình là mở máy chồng em lên để em coi thấy, rồi xong em mới hỏi là ai vậy, rồi nó giật điện thoại em lại là nó xóa bỏ. Em làm không có lợi nó, xóa bỏ em không có bằng chứng. Lúc em có giận không? Em giận lắm, hồi đó em cũng lên máu tại em mới đẻ mấy ngày xuất viện nha. Nó nhỏ nó cố tình là biết em đẻ là nó cố tình làm vậy đó. Bây giờ nếu như chồng em mà không quay về, liệu một mình em có nuôi được hai đứa con em không? Nuôi nổi không con em? Nuôi cũng nổi nhưng mà như kiểu thiếu thốn. Trước em làm tháng mấy triệu? Em làm tháng 5-6 triệu ạ. Hai vợ chồng kể 20 triệu thì trừ chi phí thì cũng đủ nuôi, còn một mình em thì sao nuôi nổi đúng không? Em làm tháng có 5-6 triệu tại em công nhân. Bây giờ đang thất nghiệp nữa, em xin ở đâu người ta không nhận chứ, vòng vòng nữa không có nhận mà đi xa, em không có xe. Em hiện nay không có xe luôn hả? Không, có xe đạp mà đi gần đi được. Em không có biết đi xe Honda không? Dạ em không có biết chạy. Tập dáng tập cho em nha, tập xe đi. Bây giờ mới biết đi xe. Hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là mục đích chính là tìm chồng về nuôi phụ em đúng không? Yeah. Chồng đi theo người phụ nữ khác gọi là theo nhân tình rồi. Bây giờ nếu mà chồng em là chấp nhận là ly hôn đúng không? Chồng em là
nó nói là nó không có thương em nữa, nó chấp nhận là nó kêu em bắt buộc em ly dị nó đi. Nó đem cái tờ gì đơn đơn ly dị là 2-3 lần lại tới chỗ em là cho em bắt buộc em ly dị. Con nhỏ đó xui vậy đó, tại em nghe bạn em nói là nó chơi chung với nhỏ đó, là nó nói là anh làm cái gì làm, anh đi ly dị vợ đi rồi đi về sống với em. Chứ anh không ly dị em, nó lợi quậy. Sao nó lợi quậy? Bây giờ anh này tư vấn cho em thì câu chuyện này rất khó. Chồng em là một người phải nói là này là không chấp nhận được rồi. Yêu em từ lúc mà tuổi đời còn rất nhỏ đúng không? Hai đứa yêu nhau đúng không? Sống với nhau từ khi chưa có con đến giờ phút này hai mặt con rồi. Mà chồng em quyết định đi quen người đàn phụ nữ khác. Mà chồng em biết thừa em mới sinh con được có mấy ngày mấy bữa thôi đúng không? Mà chồng em về quậy phá em như vậy, mục đích chính là để cho em ức chế đúng không? Đây là lý do là chồng em là chính đó, còn người phụ nữ chỉ là phụ thôi. Người ta xúi chồng em là một phần đó, nhưng quan trọng chồng em có nghe hay không thôi đúng không? Yeah. Nhưng mà đây bây giờ anh nói thật với em đây này, chồng em nó hết thương em rồi mà đi với người phụ nữ khác như vậy, mình liệu có khả năng để bỏ qua cho chồng không? Mà bây giờ chồng cũng không về nữa thì sao đây? Nếu mà anh về thì em bỏ qua hết, em không có nói gì tới nữa, nuôi phụ hai đứa con cho em. Em chia sẻ thẳng thắn trên camera, hy vọng là để chồng em biết được. Em đọc tên họ tên chồng em nguyên quán và nói rõ cụ thể đầu đuôi câu chuyện để cho chồng em xem được chồng em sẽ trở về. Anh tên là Phạm Đức Việt, tên thường gọi là Tấn. Anh thấy cái clip này hai mẹ con em đăng anh lên vậy đó, anh về nuôi hai đứa con phụ em. Con nó còn nhỏ lắm, nếu mà anh không thương em nữa thì thương con, thương nghiệp con. Nó kêu nó nhớ ông hoài, nhưng khi nó không ăn luôn nó kiếm ông hoài, ông cũng không lại thăm nó nữa. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện vô cùng phức tạp. Từ sáng giờ anh em hiệp sĩ mình như ghi nhận rất nhiều thông tin vô cùng khác nhau. Nhưng đây thực sự là một người chồng phải nói là vô trách nhiệm. Một người chồng mà biết vợ mình mới sinh con mà đành lòng đi bỏ đi theo người khác là thật một người chồng không chấp nhận được. Đến giờ phút này vì một người tình mà về hăm dọa đánh đập vợ con, hành hạ vợ con mình. Mà đây là vợ thật. Còn nếu như là người đàn ông này nếu có bỏ vợ bỏ con mà lại mai yêu người đàn ông người phụ nữ khác thì chắc chắn là câu chuyện đã tái lập thôi. Hy vọng là ai đó đang quen người đàn ông này hãy tỉnh táo, rời xa ra, bởi vì đây còn vợ còn con người ta nữa. Còn đứa con rất nhỏ, có mấy tháng tuổi thôi. Một mình người mẹ như thế này, hiện nay thì có thể là nuôi con, nuôi được hai người con, chắc chắn là vô cùng khó khăn. Nếu ai biết được thông tin người đàn ông này, thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ có thể dương theo số điện thoại 0913785858. Để các anh em này tìm cách thì khuyên, có thể là em Tuấn này, hy vọng là em sẽ suy nghĩ lại và em quay trở về đi. Về thì có thể vợ con sẽ bỏ qua. Bởi nếu không thì thực sự là hai đứa con em mà một đứa trẻ, những đứa trẻ vô tội này mình tạo chúng ta, mình thiếu trách nhiệm, mình vô trách nhiệm. Không những như vậy mà mình còn đánh đập vợ con mình vì một cái mối tình không giống ai cả. Thực sự là cái câu chuyện này rất đáng đau lòng, rất đáng thương. Em còn mong muốn điều gì trên video đội hiệp sĩ có thể dương không em? Dạ. Cho chồng em về thôi, mong chồng em về nuôi hai đứa con, em mong mong gì chứ. Về là em tha thứ hết. Chồng em hiện nay là cặp mấy người phụ nữ tên là gì? Dạ, tên là Hằng. Hằng cũng làm chung công ty, chồng em làm tổ trưởng. Tổ trưởng? Dạ. Công ty gì em? Công ty Ngôi Sao. Công ty Ngôi Sao ở đâu? Ngã tư Miếu Cù. Ngay ngã tư Miếu Cù, Bình Dương đúng không? Dạ, đi vô một chút á. Ừ. Rồi anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để tìm chồng giúp em nhá. Dạ. Bây giờ nếu chồng em mà phải nói tờ lời chia tay thì em thực sự em có sốc không? Dạ có. Buồn lắm hả? Buồn lắm. Tại em vì em còn thương cậu chồng, thương con, hay đứa con nhỏ quá. Nếu mà em ly dị bây giờ là em không có quyền mà kêu nó lại thăm con nữa. Nhỏ nó không cho lại thăm con nữa. Nó chưa cái gì với chồng em hết trơn mà bây giờ con em nhập viện nó cũng không lại thăm nữa. Nếu mà em ly dị rồi á, con em sẽ mất ba, không có lại thăm được nữa. Nếu bây giờ là phải ly hôn nhau đúng không? Là sau này chồng em hoàn toàn không có quyền để nuôi để nuôi đứa nhỏ được. Bởi đứa nhỏ bây giờ rất nhỏ, bây giờ là cái quyền chăm sóc, nuôi dưỡng nhá là quyền của mẹ. Hiểu không? Dạ.
Nhưng mà em đang sợ nhất là sau này là con của em thiếu vắng người cha của mình, đúng không? Dạ đúng rồi, em thấy người ta có con, người ta có cha, em cũng thấy thương nghiệp con lắm. Nhiều lúc nó hỏi ba nó đi đâu sao thấy lâu về quá, thấy thương nghiệp con lắm. Con có nhớ ba con không con? Ngoài nói đi con, ngoài nói. Nhớ ba không? Nhớ ba không? À. Con thương ba không? Nói đi con, ba đang xem đó. Thương ba không con? Nói thương ba không? Thương ba không? Nhớ ba thương không? Nhớ không? Con muốn ba về mấy con không? Con có mong ba về không con không con? Ừ? Nó sao nó khó thở vậy em? Ừ? Em? Dạ. Sao nó thấy anh chứ nó khó thở, nó cứ thở em kiểu vậy khó thở. Nó ho, nó bệnh mấy ngày nữa. Bệnh hả? Dạ. Kiểu đang viêm phế quản sao nè? Dạ. Nó ăn kẹo nhiều quá đó. Chồng em từ trước giờ là có bỏ đi mấy người khác bây giờ không? Bỏ đi liên tục không? Bỏ đi hai lần. Bỏ đi hai lần luôn hả? Dạ. Đó. Một lần là em mới đẻ, một lần là từ Tết là hai lần. Còn chồng em mà bỏ đi hai lần rồi. Dạ. Yeah. Từ xưa nhận là chồng em có chịu khó làm ăn gì không em? Dạ có, chịu khó làm ăn lắm. Thức hôm, thức khuya chịu làm ăn lắm. Nói chung là rất chịu làm, nhưng mà bây giờ thì cũng rất chịu đi đúng không? Dạ đúng rồi. Thực sự rất thương quá. Anh em hiệp sĩ Bình Dương bây giờ chuẩn bị đăng tải thông tin này lên, chia sẻ các hội nhóm và tập trung tất cả anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để đăng tải video này nhanh nhất có thể để tìm chồng cho em. Hiện nay ở chồng em là Miếu Ông Cù đúng không? Tên Miếu Ông Cù, công ty ngôi sao. Công ty ngôi sao. À, hiện nay là người phụ nữ đó là tên Hằng đúng không? Dạ. Làm tổ trưởng luôn. Làm tổ trưởng. Còn chồng em là cũng làm việc công việc gì cụ thể? Dạ, hốt châm bào. Hốt châm bào là làm gì con? À em. Hốt châm bào là hốt ba cái bụi á. À. Dạ. Hốt bụi cho công ty ha. Dạ, lên xe tải. À. Công việc chồng em là cũng nói chung cũng rất cực khổ đó. Dạ đúng rồi. Nó chịu khó làm. Ừ. Nó cũng thương vợ con nhưng mà nó từ ngày nó quen nhỏ nó không có nhớ vợ con. Vì người phụ nữ này làm cho chồng em mê mẩn luôn rồi. Khó thiệt, cái tội nghiệp quá. Anh không biết làm sao luôn ấy. Không biết làm sao người đàn ông mà bỏ vợ bỏ con mà con nhỏ xíu xíu mà bỏ đi xong rồi còn hăm dọa cắt cổ. Ớn lạnh quá, người đàn ông thì sao lại dữ dằn vậy. Bây giờ này nếu mà em phải chuẩn bị tư tưởng nhé. Nếu chồng em mà không về hoặc chồng em về nhưng mà quyết định ly hôn thì mình cũng phải chấp nhận nha em. Mình thương chồng nhưng mà phải chấp nhận thôi, bởi vì chồng không thương mình nữa rồi. Đó là duyên phận em ạ. Nhá. Chứ mình níu kéo không được. Cố gắng níu kéo mà níu kéo không được. Nhá. Đôi khi là em rất thương đó, anh biết là cái cảm xúc của em ngay lúc này. Nhưng mà đôi khi chồng em lại không còn tình cảm em nữa, chồng em lại yêu người khác rồi. Chồng em yêu người khác nhanh quá. Cố gắng em nhé. Nếu chồng không quay về nữa thì mình cố gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi hai con của em. Bởi vì hai con của em rất cần cái tình thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng nếu người cha không có thì em là người phụ nữ, em có thể là vừa làm cha vừa làm mẹ luôn. Công việc đó có thể là khó khăn đó. Gia đình chồng em hiện nay có biết công cái vụ việc này không? Dạ có biết. Gia đình người ta không có nhận, người ta không có lại thăm cháu gì chứ. Còn gia đình chồng em hoàn toàn là không có trách nhiệm để thăm con thăm cháu đúng không? Dạ không. Không động viên an ủi với em luôn hả? Dạ không. Tội nghiệp em quá. Người ta còn thấy em ngoài đường người ta ghét nữa. Người ta không mềm tới người ta. Kỳ cục liếc, em. Người ta liếc nữa. Liếc là còn liếc ngang liếc dọc quá hả? Em có làm điều gì sai với gia đình chồng không? Dạ không. Tại cái vụ việc đó là người ta ghét em luôn. Vụ việc gì? Vụ việc chồng em đi đó. Chồng em đi sao mà gia đình chồng lại ghét em? Em cũng không biết nữa. Kỳ cục vậy. Em hiện nay với gia đình chồng có thường xuyên gặp nhau không? Hồi là chồng em chưa đi là không có xích mích gì chứ. Từ ngày chồng em đi là bên đó coi người ta không có ưa nữa. Sao lại cái tình cảm mà nhanh vậy? Đúng không? Thương quá trời thương luôn cô chú anh chị. À, một người con hiện nay thì 4-5 tuổi đang ngồi thở khì khò. Thở không nổi luôn này. Mặt thì nghẹt luôn này, nhợt luôn này. Vì vừa khóc, vừa thương, vừa bệnh, vừa nhớ cha. Yeah.
nó mẹ thì khóc từ sáng giờ luôn, khóc vì bức xúc, khóc vì thương chồng, khóc vì chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị một cái tinh thần thép để có thể là nuôi hai đứa con, khóc vì giận vì chồng đã bỏ mình mà đi theo người phụ nữ khác, trong khi đó con mới nhỏ xíu xíu mà. Nếu chồng em không thương em nữa thì cũng phải dáng đúng không, nuôi cho con em mà ít nhất là cũng phải được vài tuổi đúng không, để con em này nó đỡ hơn xíu, như bây giờ một mình em thế này, nếu em trông con em thì em đâu có đi làm được, thì con là chết đói luôn đúng không? Yeah. Chắc chắn là đó chứ, một mình em vừa làm vừa nuôi con thì bây giờ làm sao mà ôm con được, khó khăn đấy em, thực sự câu chuyện rất phức tạp. Em bây giờ hiện nay có đem, có thể là đem con này của em đem về gửi được không, đem con của em, con đứa nhỏ đem về gửi được không, gửi quê không? Dạ em gửi, mẹ em cũng lên trên này, mẹ em giữ. Thôi cố gắng đi em nhé. Dạ. Chứ bây giờ biết sao đây, giờ chồng em bây giờ mạ muội theo cái cuộc tình này rồi, người đàn ông mà bây giờ ai bỏ vợ bỏ con cái kiểu này, bỏ ngang xương này, con nhỏ xíu xíu bỏ đi này, tội nghiệp quá. Em hiện nay thì bị chồng đánh, em nhớ nhất là trận đánh bao giờ, gần đây nhất là bao giờ? Hôm một lần em mang bầu nó cũng đánh em một lần, là mang bầu 4-5 tháng rồi. Đánh em một lần xong rồi đẻ xong đánh một lần nữa. Mang bầu 4-5 tháng mà đánh em luôn hả? Dạ. Sao người đàn ông dã man dữ vậy? Trước đây là khi mình yêu nhau chồng em có đánh em bao giờ không? Dạ chứ. Yêu có nói ngọt không? Dạ, có. Ngọt dữ không? Dạ. Vậy mà giờ đánh luôn hả? Hai người trước là cưới hỏi Hà Nội đúng không? Dạ, cưới hỏi đàng hoàng. Gia đình chồng em có tới không? Dạ, có. Nhưng mà bây giờ là quên luôn rồi. Dạ. Số em xui vậy. Cũng được may mắn. Em là sinh năm mấy? Em sinh năm 97. Em hiện nay là sống ở Bình Dương đúng không? Em sống ở Bình Dương, Bình Chuẩn. Bình Chuẩn, Bình Dương ha. Dạ. Em còn mong muốn điều gì nữa không? Thì em mong chỉ là anh về, thấy cái clip này đó, anh về sống với mẹ con em đây, gắng nuôi cho con lớn đi, sau này anh muốn ly dị em cũng chấp nhận. Nếu như không còn yêu nữa đúng không? Dạ. Yeah. Thì sau này em cũng chấp nhận, nhưng em không giận, không hận nữa. Yeah. Còn bây giờ nếu chồng em bỏ mà đi theo người phụ nữ khác, em rất hận. Dạ. Yeah. Đúng không? Vì trước nhau mà yêu nhau cho giữ vào, bây giờ có con rồi, hai đứa, một đứa thì nhỏ xíu xíu, mà bây giờ bỏ đi, sau này con của em á, không biết mặt cha luôn á. Dạ. Yeah. Đúng không? Bây giờ anh không còn thương em nữa, về sống với hai đứa con, khi nào con lớn một chút á, rồi em sẽ ly dị anh. Anh muốn ly dị em đấy, em ký cho. Còn bây giờ này không cam lòng ha. Dạ. Con nhỏ quá mà, mà một mình em nuôi không lỗi, thương quá rồi. Chồng em mà có biết đi xe không? Dạ có biết đi xe. Vậy là hôm bữa chồng em đi nè, đi hẳn này, có đem tài sản này đi không? Có đem tiền bạc xe pháo đi không? Có chiếc xe đi làm mà, không có xe gì giá trị chứ, không có đem tiền gì chứ. Rồi, tiền bạc kinh tế không có ha. Dạ. Mình ở trọ là tháng hết nhiêu tiền em? Dạ, trọ tiền điện, tiền nước luôn là 1,000,000 mấy. Triệu mấy, giờ em có tiền không? Dạ, em cũng không có tiền mấy. Không có tiền mấy, giờ em có làm gì em tiền đâu mà có tiền. Dạ. Vậy giờ, giờ con em bú sữa mẹ hay là uống sữa ngoài? Dạ, hai đứa con uống sữa ngoài. Ôi trời ơi, sữa ngoài là tiền đâu mà mua em? Mấy gì cho người, chút người này có người ta cho 100-200 mua. Cho thì mấy gì cho, lâu lâu cho, bây giờ đâu cho hoài được. Dạ đúng. Chủ yếu nó cho mình thôi, mà bây giờ thì chồng bỏ rồi. Dạ. Em thì bản thân bây giờ là một mình hai đứa con nhỏ xíu xíu này, đúng không? Xe không biết đi, khó cho em rồi đó. Thôi cam đảm lên em ơi. Anh hy vọng là anh em hiệp đội hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin này lên ấy, thì sẽ có các cô chú, anh chị, mọi người sẽ biết được cái hoàn cảnh của em, thực sự sẽ thương em, sẽ giúp em một phần nào đó.
anh hy vọng là như vậy, còn anh chưa biết thì chính xác có mọi người có giúp em hay không. Dạ. Nhưng theo cái các câu chuyện anh tìm hiểu từ trước giờ, anh thấy em là một trong những người phụ nữ vô cùng tội nhất và thương nhất và thật nhất. Anh muốn, anh mong muốn được giúp những người thật chân tình nhất. Đây là một câu chuyện thực sự rất cảm động, rất thương. Đến giờ phút này vẫn rất yêu chồng, dù rằng biết chồng mình bỏ đi theo người đàn phụ nữ khác, mà biết chồng mình hay đánh đập mình, nhưng mà bây giờ mình bỏ không cam lòng, đúng không? Vừa thương mà một mình nuôi không nổi ha. Thương quá trời thương luôn. Thôi bây giờ thế này, câu chuyện nó không có dài. Nhưng mà chia sẻ này thì anh hy vọng là anh nói chuyện như này thì các cô chú, anh chị trên tất cả trang mạng xã hội sẽ biết được thông tin và sẽ biết được câu chuyện cụ thể, cái hoàn cảnh của em. Nếu các cô chú ai biết được thông tin người đàn ông là đang sinh sống tại đâu, liên hệ cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các anh em tìm cách để khuyên em trai này quay trở về với vợ với con mình đi. Thôi anh chúc em cùng với con em và cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, cố gắng vượt qua nỗi đau này nhá. Hy vọng trong thời gian tới chồng em có thể là suy nghĩ lại, chồng em quay trở về, em hãy cho chồng em một cơ hội em nhé. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, trong thời gian vừa qua phải nói đội Hiệp sĩ Quân Thành Dương tiếp nhận rất nhiều thông tin các chị em phụ nữ ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhà anh em Hiệp sĩ Bình Dương, mục đích chính là đăng thông tin tìm chồng. Nhưng đây là một trong những câu chuyện vô cùng đặc biệt, vì một người chồng đánh đập hành hạ vợ con mình trong những tháng mang bầu, đặc biệt là hăm dọa cả cắt cổ con chồng vợ, đến giờ phút này bỏ theo người phụ nữ khác, còn chụp hình gửi lại ngược lại cho vợ. Thực sự câu chuyện rất đáng tiếc xảy ra. Hy vọng là em trai này hãy suy nghĩ lại và quay trở về cùng với vợ con mình đi. Không ai mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng nếu em thực sự không thương vợ mình nữa thì em cũng cố gắng sống với vợ, với con để nuôi các con em trưởng thành hoặc có thể lớn hơn một xíu. Em ra đi, điều đó là bình thường. Còn bây giờ thì bỏ đi như này, một mình vợ em nuôi con không lỗi, thực sự là rất thương. Một bản thân một người ở vùng quê về đất thành phố, hiện nay thì lương tựa vào chồng, chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác. Bây giờ một người phụ nữ, một người mẹ mà nuôi hai các con thì sống vô cùng khó khăn. Dạ, cuối video này anh xin phép thay mặt đội Hiệp sĩ Quân Thành Dương, anh chúc em cùng gia đình mạnh khỏe, thương lộ bình an. Hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có nhiều người biết hoàn cảnh của em, chúc em nhiều hơn em. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, thì công trần xin phép được thay mặt đội Hiệp sĩ Quân Thành Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe an toàn để các cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ đội Hiệp sĩ Quân Thành Dương. Xin thân ái và chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.